Thank you.
chỉ cần một tin nhắn thôi là chỉ cần được. Mày thấy cái gì mày phải cho đổi. Cây mở chết như chết luôn rồi chứ sao nữa. Cái gì đó là mình. Anh gửi giùm em cái sổ được không? À vậy thôi anh cứ nhắn cái diện tích đi, ngang như dài nhiêu đi rồi em bán cho. À 40-12. Rồi ok anh. Dạ, em biết chỗ đó mà. Rồi, em chỉ khách lên đó rồi anh dẫn họ đi coi nha. Anh em giúp nhau thôi chứ em không có cò lái gì đây đâu. Dạ, không thì em chỉ người ta lên đó hoặc là em có khách đó. Em nói với người ta gọi anh, con người làm việc cho anh nha. Dạ, ok anh, dạ, em chào anh. Thank you.
còn đó, người ta thở lại một còn luôn, người ta chạy luôn. Thank you.
Đây tiếp đi. Quá suối mà cát đâu đến hoài vậy? Sao luôn nè, sao luôn nè, cát đây đây, đi về về cát đây đây, quay. Thấy đồ quay trang, gian trúng với thằng quay phim giờ. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
thôi. Đây khu lịch về Đá Bàn hả? Khu lịch Đá Bàn nha. Mà hú anh chị em có ủng hộ ghi ủng hộ khu lịch Đá Bàn. Bây giờ sao nãy mày không lấy? Giờ chào mừng anh em tới channel Cam Hò City của mình nha. Cho mình đang đi review ở quay cái mặt mày vô được rồi. Đá Bàn nha. Đây. Thì quay cái mặt mày đó là biết mày nói rồi. Bây giờ mày bắt đầu quảng cáo khu lịch cho quay khu lịch nữa đó. Mày cứ nói mày quay cứ nói. Quay rồi mình cứ kiểu gì nữa. Mình nói chuyện đây nói chuyện. Y bà mùa này mà lên cho xuống là y bà luôn. Đó thì lên đây chỗ coi chậm thẳng lên. Thấy đế đừng có leo. Đây là dép rồi đồ. Đi dép gì đi chứ không nó khỏi bị cỡ. Dép rồi. Đó, cái đá là bắn bắn ra xa này leo lên nữa. Đây dịch vụ du lịch nha, dịch vụ du lịch. Đây. Dịch vụ. Hồi nãy sống giờ ngồi nhậu đề ngô. Đá Bàn, Đá Bàn. Xuống đây, thiên nhiên. Cực kỳ mát mẻ. Khu lịch Đá Bàn nha bà con. Cực kỳ mát mẻ luôn. Khu lịch Đá Bàn. Thiên nhiên và hoang dã. Cực kỳ rộng, thoáng mát. Thích hợp với mùa hè. Ai thích đi du lịch. Khanh Phu Đá Bàn. Thoáng mát cực kỳ. Thích hợp cho du lịch gia đình. Cái bãi dưới xe đồ đầy đủ nha quý vị. Đây bãi dưới kia đây rất rộng xuống đây
rất thốn mát luôn. Có chòi có đồ. Rất thích hợp cho gia đình đi du lịch trong mùa hè. Du lịch Đá Bàn Khanh Phu. Rất rộng nha bà con, diện tích rất rộng, diện tích khu lịch rất rộng. Đây chỗ đang khép suối luôn, nhậu xong ra tắm. Chắn quá rồi, ngủ rồi, ngủ chơi.